Hello, xin chào mọi người. Lorien đối đầu với Vira đường giữa. Vira là một tướng rất mạnh ở khả năng di chuyển. Nội tại của cô ta cho phép cô ta tăng tốc độ di chuyển khi ra khỏi giao tranh. Điều đó khiến cô nàng sau khi đẩy xong một tuần lính có thể quyết định ganh đường rồng hoặc ganh đường tà thần cực kỳ dễ dàng. Vậy anh em theo tôi phân tích quả kèo này và di chuyển đối phó lại cô ta làm sao cho thật hợp lý nha. Bắt đầu thôi. Điều đầu tiên trước khi bắt đầu vào một trận đấu, anh em phải hiểu rằng người chơi đường giữa bên kia là một chất tướng như thế nào. Và rõ ràng, Vira là một chất tướng không thể nói là quá mạnh ở đầu trận được. Cộng kèm theo đó, Chauna cũng là một vị tướng như vậy. Vậy nên đối với Lorien, thay vì lên cho mình cái giày đầu tiên, thì tôi sẽ đóng cho mình ngay một cục ngọc tăng máu để có thể tự tin cộng chiêu 2 cân 2 ở level 1. Cái này thực ra là mẹo lên đầu đấu trận mà tôi nghĩ ra mà không ai dạy các ông đâu. Nhưng đầu tiên anh em phải xét xem là kèo đường giữa có cân được 2 hay không. Bởi nếu như trợ thủ đối phương là một vị tướng rất mạnh ở đầu trận thì việc đánh hổ báo chắc chắn sẽ bị phải trả giá. Anh em hiểu một người chơi đường giữa đẩy đường được sớm hơn đường giữa bên kia thì sẽ có tác dụng là như thế nào không? Xem tiếp pha sau nha. À, thằng Queen ra xuống dưới, thằng Queen ra xuống dưới nào. Em Vida xuống kìa, đây ơi. Không vào đây không nhìn map rồi. Mất mẹ máu rồi. Ở đầu video tôi đã soạn sẵn cho anh em những món trang bị tôi lên ở trận đấu này rồi. Hai món đầu tiên tôi lên ở trận đấu này chính là giày kiên cường và giáp Gaia. Vậy nên nếu lỡ như trên đường đời tấp nập ta vô tình chạm mặt Vira thì cứ mạnh dạn mà bửa anh em nhá. Ở pha này, sau khi vừa bị hy sinh một pha hơi ngớ ngẩn, tôi quay trở lại đường giữa và combo 2-1 lỡ tay liếm đi mạng của Nakroth. Nhưng mà tôi nghĩ thì anh ta cũng cảm thấy hài lòng mà thôi. Bởi khi nuôi một người chơi đường giữa xanh sao thì những bãi quái rừng của Nakroth sẽ vô cùng được an toàn. Còn nếu như vẫn muốn xâm lăng thì kết quả đây. Có thể về ra ăn con này. Con rơi này chỉ mạnh khi có từ 3 món trang bị trở lên. Nhưng chưa kịp có trang bị nào thì gặp ngay cái giáp Gaia. Vậy nếu như gặp mặt Lorien ở ngay trong vòng rừng, nếu như không có tốc biến thì coi như là dấu chấm hết. Phân tích sâu hơn một chút nha. Game đấu này có Floor, có Q và có cả Slim. Tại sao không phải là khi thất truyền để có thể chống đỡ lại lượng sát thương vật lý đến từ 3 vị trí này? Đơn giản thôi, tôi chỉ cần không ngại va chạm với Vira và kiểm soát được hoàn toàn lối di chuyển của cô ta thì coi như lựa chọn Vira là vô tác dụng. Trong khi đó, nội tại của giáp Gaia sẽ hồi máu theo máu tối đa của Lorien. Vậy nên sát thương vật lý vào người mình hay sát thương phép vào người mình thì Lorien cũng có một độ trâu bò nhất định rồi. Vậy nên khi chơi Lorien hãy nhớ cái điều này cho tôi, đó là hai món đồ đầu tiên sẽ quyết định lối chơi của anh em rất là nhiều. Ở pha này, sau khi Floor đẩy tơ lính vào trụ dành cho Veret thì chả có lý do gì anh ta không chạm đến con rơi thủ vệ khi không có một ai ngăn cản. Nhưng mà khắc chưa 3 đi mà đánh. Chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh lợi thế vào trụ 2 khu vực đường tà thật. Tôi lấy thành công cái trụ và mục tiêu tiếp theo chắc chắn không phải là Q. Slim dính ngay bão điện tử và bị hạ gục ngay lập tức. Ui, vẫn đi cả thằng kia luôn à. Và game đấu kết thúc ở ngay khi gần chạm phút thứ 11. Cho đến bây giờ Vira vẫn không hiểu tác dụng của mình trong game đấu này là như thế nào. Hãy để lại ý kiến cá nhân của mọi người về cặp kèo đấu này nha.